Tí La Cà Lâm chào các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì hôm nay các bạn thì Tí La sẽ quay cho các bạn xem là có một nhà hỏa táng từ thiện đó, nằm ở xã Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc nha. Thì hôm nay Tí La Cà Lâm sẽ vô đó, Tí La Cà Lâm sẽ quay cho các bạn xem nha. Là trên đường này là trên đường đi vô trong cái lò thiêu hỏa táng luôn nha. Đó, các bạn thấy đó là trên đường đi vô cái lò thiêu hỏa táng đó các bạn, thì các bạn thấy là hai bên đó là mã màu rất là nhiều nha. Đó là các bạn thấy không, hai bên đó, đó là đường này là đường vô trong lò thiêu hỏa táng luôn các bạn ơi. Hai bên nè, quá tài quá mã luôn, đường vô quá trời đẹp ha. Thì giờ mình cũng tới ngay chân cái cổng lò thiêu hỏa táng luôn các bạn ơi. Các bạn thấy đây là những cái củi mà để dành đốt nha, đốt những người đã mất nha. Đó thì bây giờ là có một ca đang đi vô nha. Đẩy cái xe đó ra đặng là chở nguyên cái hòm đi vô trong luôn các bạn. Đó thì các bạn thấy là trong cái lò thiêu từ thiện này các bạn, thì bây giờ là cũng là tới thêm một người nữa nha, chạy hòm út lượm luôn. Cái lò thiêu này một ngày là các bạn thấy là người đi đến đây thiêu là rất là nhiều nha, thấy mà ớn lạnh luôn các bạn ơi. Đó thì giờ các bạn thấy là chuẩn bị ghim đi xuống luôn nha. Đó là giờ mấy anh này đi vô để là ghim cái hàng kia đem vô để là hỏa táng luôn các bạn ơi. Đó thì giờ mấy anh em đang đẩy xe đi ra đặng mà chở cái hàng đi vô trong luôn luôn các bạn ơi.
hết nhớt rồi. Vô đi, cứ dành vô nữa. Dành xe lên đấy. Đây nghe. Dậy chú đi. Dậy chú đi. Chú đi chú. Chú làm mũi đó. Rồi, tay đi. Chưa? À, chưa. Sự cố luôn rồi. Thì hôm nay Tí La sẽ quay cho bạn xem nha, trong một ngày chủ nhật hôm nay là coi bao nhiêu cái nha. Bao nhiêu hả? Cho đẩy mẹ đổ luôn đi. Đó. Đẩy thì đổ hết luôn mẹ luôn. Thôi chưa. Không đẩy được. Chưa cho ông mở lò chứ không có cho đẩy. Ừ, cho đâu cho đẩy nữa. Bỏ lò thôi. Thì
bây giờ đây mấy anh em đang đẩy xe ra đặng mà đẩy đi vô tiếp tục nữa các bạn ơi. Hôm nay tí ra sẽ quay cho bạn xem nha, một ngày chủ nhật là vô bao nhiêu cái nha. Đấy vô. Thì các bạn thì sớm với các bạn thì Tí La cũng có quay cho bạn xem là cái lò thiêu ở bên Sài Gòn các bạn. Thì hôm nay là mình về thử là một ngày, hôm nay thử coi là được bao nhiêu người đến đây nha. Thì thôi giờ nãy giờ đến đây là cũng được 3 người đó các bạn. Thì thôi giờ Tí La cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn. Mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí La Club này. Hãy cho Tí La Club một like và cái chia sẻ luôn các bạn. Bây giờ Tí La Club bye các bạn nha. Bye bye.